Hà Nội. Hai trận đấu tứ kết diễn ra song song. Trọng tài điều khiển trận đấu này đó là ông Phạm Minh Thắng và trọng tài hai là ông Đỗ Văn Trọng. Trọng tài Đỗ Văn Trọng. Người phía bên ngoài cùng đó là ông Lê Thái Bình, huấn luyện viên của VTV Bình Điền Long An. Đội ra sân của VTV Bình Điền Long An số 1 Nguyễn Thị Trà My. Đây là đội hình ra sân của VTV Bình Điền Long An gồm có số 1 Nguyễn Thị Trà My, số 2 Đặng Thị Kim Thanh, số 10 Lê Như Anh, số 14 Võ Kim Thoa, số 19 Phan Khánh Vi. Chuyền 2, số 5 Odina, ngoại binh người Azerbaijan. Và số 19 Phan Khánh Vi. Libero là Nguyễn Khánh Đăng. Huấn luyện viên là ông Lê Thái Bình như chúng tôi đã nói. Số 6 Trần Thị Ngân, số 7 Nguyễn Thị Nguyên, đội trưởng. Số 8 Phạm Thị Diệp, số 9 Nguyễn Thị Hương. Còn đây là đội hình ra sân của Glesimco Thái Bình, gồm có huấn luyện viên Trần Văn Sắp, số 5 Nguyễn Thị Thanh Mai, số 6 Trần Thị Thơm, số 7 Nguyễn Thị Uyên, số 8 Phạm Thị Diệp, số 9 Nguyễn Thị Hương và ngoại binh Lana Skuka, ngoại binh người Slovenia. Đây là huấn luyện viên Trần Văn Giáp, người đã giúp cho Glesimco Thái Bình có được chiếc vô địch. Và libero vào lúc này đó là Bùi Thị Huệ, là người vợ của huấn luyện viên Trần Văn Giáp. Một trận đấu rất hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta. Và đây là ngoại binh của VTV Bình Điền Long An, Odina, ngoại binh người Azerbaijan, người đã giúp cho lối chơi của VTV Bình Điền Long An rất khởi sắc ở trong vòng đấu thứ hai và giúp cho họ có mặt ở vòng đấu tứ kết này. Và chúng ta sẽ theo dõi những diễn biến đầu tiên của trận đấu tứ kết giữa VTV Bình Điền Long An và Glesimco Thái Bình. Pha đập ra ngoài của Odina. Điểm của Glesimco Thái Bình. Điểm đầu tiên thuộc về Glesimco Thái Bình. Và phát bóng của Phạm Thị Diệp, cú đập chéo gắt của Odina lần này thì đã thành công rồi. Pha đập chéo gắt ở biên 4 của Odina. Tỷ số được cân bằng là 1-1. Võ Kim Thoa, 25 tuổi, chiều cao 1m73, sẽ là người phát bóng cho VTV Bình Điền. Vẫn còn. Tiếp tục là cú đập của Odina. Nhưng hàng chắn của Glesimco Thái Bình vẫn đang làm việc hiệu quả. Pha đập tiếp theo là của Trà My. Vẫn còn. Odina. Hai một cho VTV Bình Điền Long An. Pha đập không thành công của Lana Skuka, ngoại binh người Slovenia của Glesimco Thái Bình. Glesimco Thái Bình xin che đậy lỗi chạm lưới. Như vậy, Glesimco Thái Bình khiếu nại và cho rằng là đã có lỗi chạm lưới của VTV Bình Điền. Chúng ta hãy cùng xem lại và. Như vậy là không có lỗi chạm lưới ở trong tình huống vừa rồi của Lê Như Anh. Điểm cho VTV Bình Điền Long An.
không có lỗi chạm lưới trong tình huống vừa rồi của số 10 bên phía VTV Bình Điền Long An. Lê Như Anh. 2-1. Và đánh nhanh ở vị trí số 3 của Lê Như Anh. Nhưng hai cú đánh liên tiếp của số 10 đã không qua được hàng chắn của người lệ Simco Thái Bình. Vẫn cứu được kịp. Cú đập của Trà My. Nhưng pha đập của Trà My đã đi ra ngoài. Hai đều. Bóng đã đi ra ngoài rồi. Điểm của Lexico Thái Bình 2 đều. Điểm số được cân bằng là 2 đều. Nguyễn Thị Uyên là người phát bóng. Cao 1m82. Đó là pha ghi điểm của ngoại binh Lana Skuka. Điểm 3-2. Cú đập của Odina đập hàng chắn và đi ra ngoài. 3 đều. Sự bổ sung Odina ở giai đoạn 2 là cực kỳ cần thiết để giúp cho VTV Bình Điền Long An có được những kết quả tốt hơn. 33 tuổi và cao 1m86. Pha bắt bóng 1-0 thành công của Lana Skuka. Điểm 4-3. 4-3. Và phát bóng bay rất lắc của Odina trong tình huống này. Tình huống ghi điểm của Lana Skuka, bóng đã đập hàng chắn của VTV Bình Điền sang phần sân của đối phương. Và giáp chắn không được tốt của Lê Như Anh và Nguyễn Trà My ở trong tình huống vừa rồi. 4 đều. Điểm 5-4 cho Gale Simco Thái Bình với pha phát bóng vừa rồi của Nguyễn Thị Thanh Mai. Khánh Đàng đang rất tập trung. Đó là tình huống ghi điểm của Trà My. Năm đều. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Cú phát bóng của Lê Như Anh và đà không được tốt ở trong tình huống vừa rồi của Lana Skuka. Trọng tài xác định cú đập vừa rồi đã đi ra ngoài và điểm số cho Gale Simco Thái Bình. Điểm Gale Simco Thái Bình 6-5. Năm ngoái, huấn luyện viên Trần Văn Giáp đã giúp cho Gale Simco Thái Bình có được chức vô địch với sự giúp sức của ngoại binh Polina. Ngoại binh vào lúc này đang thi đấu cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Đó là pha đập chạm chắn của số 19 bên phía VTV Bình Điền Long An, Phan Khánh Vy. Tình huống tấn công ở biên 4 của Khánh Vy. 6 đều. Trà My, 19 tuổi và cao 1m77. Bóng đã chạm chắn. 7-6 cho VTV Bình Điền Long An.
6. Hai đội vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt. Một pha bóng sang ngoài của Trà My. Điểm số được cân bằng là 7 đều. Lana Skuka, 27 tuổi, chiều cao 1m86. Điểm 8-7. 8-7 cho Gele Simco Thái Bình. Đang bám đuổi nhau từng điểm một. Trận đấu tứ kết đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Cú đập của Khánh Vy. Vẫn cứu được. Pha đập của Nguyễn Thị Uyên. Một tình huống ghi điểm của Khánh Vy. 8 đều. Khánh Vy 21 tuổi, chiều cao 1m76. Đó là những thông số mà chúng tôi luôn đưa lên trên màn hình để cho quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi. Pha bỏ nhỏ không quá nguy hiểm của Lana Skuka. Bóng đã chặn chắn và đi ra ngoài. Điểm số thứ 9 cho VTV Bình Điền Long An. Một tình huống định đánh y của Nguyễn Thị Uyên trong tình huống vừa rồi nhưng đã không thành công. 18 cho VTV Bình Điền. Như vậy là huấn luyện viên Trần Văn Giáp xin tạm dừng hội ý. Pha đánh lách chắn không thành công của Nguyễn Thị Uyên. Năm ngoái là một năm rất thành công. Họ đã bổ sung một ngoại binh có thể nói là rất chất lượng, đó chính là Polina, người có thể nói là chiếm giữ 50% sức mạnh của đội bóng này. Năm nay có thể nói nhiệm vụ để bảo vệ ngôi vị vô địch của Galesimco Thái Bình không hề dễ dàng một chút nào với những gì đội bóng này thể hiện và với những gì các đội khác thể hiện. Pha đập của Nguyễn Thị Uyên nhưng đáng tiếc là bóng đã đi ra ngoài. 11-8. Galesimco Thái Bình sẽ thay đổi huấn luyện. Số 8 ra sân, số 2 vào sân. Vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia chia ra làm hai địa điểm như chúng ta đã biết. Ở nội dung của nữ chúng ta theo dõi đang diễn ra tại Quảng Nam. Trong khi đó ở nội dung của nam diễn ra tại Nha Trang Khánh Hòa. 12-8 cho VTV Bình Điền Long An rồi. Khoảng cách vào lúc này là 4 điểm. Một cú ace thành công của VTV Bình Điền Long An. Odina đã xử lý khéo léo ở trong tình huống rồi. Đó là một cú đẩy của Odina. Khi cô phát hiện ra hàng giáp chắn của Gale Simco Thái Bình đã chắn tầm đập của mình. Gale Simco Thái Bình xin tạm dừng.
Pha lựa lực rất khôn ngoan của Odina. Huấn luyện viên Trần Văn Giáp mà lại một lần nữa xin lỗi ý. Em đánh mỗi biên không là nó bám biên hai trắng. Còn lại em đánh lao là nếu mà có xấu thì cũng nhấc cho kiều một trắng. Rồi. Chúng ta vào cho còn có lao. Thị Huệ vẫn thi đấu và giúp sức cho Gelesimco Thái Bình. Cô là một trong những cựu binh dày dặn kinh nghiệm của Gelesimco Thái Bình. Khuôn mặt rất tươi tắn của Đặng Thị Kim Thành. Trọng tài xác định đã chạm sàn ở trong tình huống rồi. 9-13. Trần Thị Thơm sẽ là người phát bóng. 32 tuổi. Cũng là một trong những cựu binh dày dặn kinh nghiệm của Gelesimco Thái Bình. Pha bỏ nhỏ không thành công. Tình huống bỏ nhỏ không thành công của Kim Thành. Tình huống đập hơi với của Trà My. Pha vào đà không được tốt của Trà My ở trong tình huống vừa rồi. 10-13. Kim Thành luôn là một trong những gương mặt nổi bật ở vị trí miss bóng chuyền ở giải vô địch quốc gia. Không được. Lê Sinh của Thái Bình tiếp tục rút ngắn xuống còn 11-13, khoảng cách chỉ còn là 2 điểm. 11-13. Chiếc chuối lên điểm của đối phương thì huấn luyện viên Lê Thái Bình vào lúc này đã xin lỗi ý. Ở giải vô địch quốc gia năm 2022 thì VTV Bình Điền Long An từng giành chiến thắng 3-0 trước Gelesimco Thái Bình ở vòng bảng. Tuy nhiên ở bán kết thì với sự giúp sức của ngoại binh Polina thì đội bóng Quê Lúa đã giành chiến thắng lại với tỷ số 3-0. Đó là trận đấu mà chứng kiến phong độ hủy diệt của Polina. Năm ngoái thì VTV Bình Điền Long An có sự xuất hiện của Thanh Quế, nhưng năm nay thì 4T đã không xuất hiện. Và chính bởi vậy VTV Bình Điền Long An đã quyết định chiêu mộ ngoại binh Odina. Đó là điều hết sức cần thiết. Pha đập từ sau vạch 3m của Lana Skuka. 12-14. Tình huống tấn công hiệu quả của ngoại binh người Slovenia. Pha đánh hai chuyền, một tình huống đánh hai chuyền quá hay đã giúp cho VTV Bình Điền Long An có được điểm số 15. Pha đánh hai chuyền của Võ Kim Thoa. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý hai chuyền rất dẻo của Võ Kim Thoa. 15-12. Một tình huống đánh không tốt ở vị trí biên 4 trong tình huống rồi. Pha đánh của Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Hương dường như chưa sẵn sàng cho tình huống đập ở vị trí biên 4 này. Lỗ nịch cứu bóng không thành công của Lana Skuka.
17-12. 17-12. Odina. Nhưng lần này thì hàng chắn của Galaxy Vô Thái Bình đã làm việc hiệu quả. Cú sắp chắn đôi hiệu quả của Galaxy Vô Thái Bình đã vô hiệu được cú đập của Odina. 13-17. Và bắt bước một không tốt. Và ngay lập tức VTV Bình Điền Long An đã phải trả giá cho sai lầm của mình. 14-17. Cú đập từ sau vạch 3m của Nguyễn Thị Uyên. Bóng đã được nhồi cho Odina một lần nữa. Và ngoại binh Bé Xe Bài Sáng tiếp tục ghi điểm 18-14. Tình huống đập của Trà My. Trọng tài xác định bóng đã chạm chắn trong tình huống vừa rồi và điểm số cho VTV Bình Điền Long An 19-14. Đã có những thời điểm mà Galaxy Vô Thái Bình rút ngắn chỉ còn 2 điểm. Nhưng vào lúc này, sau khi đã xin hội ý 2 lần thì khoảng cách giữa Galaxy Vô Thái Bình và VTV Bình Điền Long An đang ngày càng nới rộng. Điểm Galaxy Vô Thái Bình bây giờ là còn 4 điểm, 15-19. Một tình huống chuyền dài và cú đập của Lana Skuka. Đáng tiếc là cú đập không qua được lưới của Phan Khánh Vy. 16-19. Còn 3 điểm nữa. Lần này thì cú đập của Phan Khánh Vy đã thành công. Và vào tầm rất vừa vặn của Phan Khánh Vy khi mà hàng chắn của Galaxy Vô Thái Bình đã không tập trung vào cột ở trong tình huống này. 20-16. Nhưng ngay sau đó là tình huống phát bóng không tốt của Lê Như Hành. 17-20. Từ đầu đến giờ Lê Như Anh thi đấu chưa thực sự ấn tượng. Tiếp tục là tình huống ghi điểm của Khánh Vy. Khánh Vy đang chơi hiệu quả với sự kết hợp là ngoại binh Odina. 21-17. Như vậy là Trà My đã quyết định không thực hiện cú phát bóng tấn công vào thời điểm tương đối nhạy cảm này. Bình Điền Long An đang có mạch lên điểm. Tình huống tấn công từ hàng sau của Odina. Bóng đã bật hàng chắn đi ra ngoài. 22-17. Điểm 22-17. Galaxy Vô Thái Bình xin challenge lỗi dẫn vạch. Như vậy là Galaxy Vô Thái Bình
khiếu nại lỗi dẫm vạch của VTV Bình Điền Long An. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Không có lỗi dẫm mạch của ngoại binh Odina trong tình huống này. Không hề có. Điểm 22-17. 22-17. Vẫn tiếp tục là pha đập của Lana Skuka, nhưng hàng phòng ngự của Thái Bình, của VTV Bình Điền Long An vẫn đang làm việc tốt, vẫn còn pha bỏ nhỏ, một tình huống bỏ nhỏ khôn ngoan ở trong tình huống rồi đã giúp cho Galaxy của Thái Bình có điểm số thứ 18. Một pha bỏ nhỏ rất tốt ở trong tình huống này của Trần Thị Thơm. Quan sát rất tốt và tình huống bỏ nhỏ và lỗ đồng xu. Lỗ đồng xu là thuật ngữ mà giữa hàng 1 và hàng 2 trong bộ môn bóng chuyền. 19-22, Galaxy của Thái Bình vẫn đang chiến đấu. Khoảng cách vào lúc này là 3 điểm. Và 3 điểm cũng là khoảng cách mà VTV Bình Điền Long An cần có để giành chiến thắng ở trong xét đấu này. 19-22. Em ơi đẹp ơi. Mì đẹp không có nhỏ. Lại đi em đánh lại nè. Pha phát bóng của Lana Skuka. Tình huống tấn công từ hàng sau của Lana Skuka nhưng không thành công. Hàng phòng ngự của VTV Bình Điền Long An vẫn đang chơi tập trung và họ đã chắn thành công ở tình huống vừa rồi. Lần này tiếp tục là một tình huống bỏ nhỏ của Trần Thị Thơm nhưng hàng chắn của VTV Bình Điền Long An đã làm việc hiệu quả. Và cùng xem lại. Hai ba mười chín. Hai cú đập của Nguyễn Thị Uyên không cứu được. Điểm của Lexico Thái Bình 20-23. Vẫn còn 3 điểm nữa nhưng VTV Bình Điền Long An chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Odina, cú đập của Odina. Tiếp tục là Odina, hai cú đập liên tiếp của Odina. Điểm VTV Bình Điền Long An 24-20. 4 set point cho VTV Bình Điền Long An. Cú đập xuyên chắn của Odina. Kim Thành sẽ là người thực hiện cú phát bóng. Lana Skuka. Lần này là pha đập của Nguyễn Thị Uyên. Hàng chắn của Galaxy của Thái Bình đã mang lại cho họ điểm số thứ 21. Lần này thì hàng chắn đã vô hiệu hóa được cú đập của Odina. Hai mốt hai tư. Vẫn còn tới 3 set point cho VTV Bình Điền Long An. Lại là Odina.
liên tục nhồi bóng cho Odina. Và Gia Lê Sơn Thái Bình không có cách nào để hóa giải được. 25-21. Như vậy kết thúc set đấu thứ nhất thì VTV Bình Định Long An đã vượt qua Gia Lê Sơn Thái Bình 25-21. Lana Skuka cũng là một ngoại binh chất lượng, nhưng có thể thấy là không thể sánh được với Polina ở mùa giải năm ngoái. Polina năm ngoái chơi cực kỳ bùng nổ. Hai mươi lăm hai mươi một ở trong set đấu thứ nhất. Trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam để tiếp tục theo dõi những diễn biến cực kỳ hấp dẫn của trận đấu tứ kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia giữa VTV Bình Điền Long An và Gale Simco Thái Bình. Ở trong set đấu thứ nhất thì chúng ta đã chứng kiến VTV Bình Điền Long An đã vượt qua Gale Simco Thái Bình với điểm số là 25-21. Một set đấu có thể nói là rất hấp dẫn. Ở trong set đấu đầu tiên thì chúng ta có thể thấy cả hai ngoại binh đó là Odina bên phía VTV Bình Điền Long An và Lana Skuka, ngoại binh người Slovenia bên phía Gale Simco Thái Bình, đều thi đấu hiệu quả. Nhưng Odina là người chơi tốt hơn và ghi được nhiều điểm hơn cho VTV Bình Điền Long An. Hai người chơi nổi bật nhất trong đội hình của VTV Bình Điền Long An và giúp cho đội bóng này giành chiến thắng đó chính là Odina và Phan Khánh Vy. Điểm số đầu tiên của set đấu thứ hai thuộc về Gale Simco Thái Bình. Cú đập xuyên chắn ở trong tình huống này. Phản ánh nhanh ở vị trí số 3 của Lê Như Anh. Một tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3 của Lê Như Anh, điều mà Như Anh không làm được nhiều ở trong set đấu đầu tiên. Một đều. Trong set đấu đầu tiên, chủ yếu VTV Bình Điền Long An tập trung nhiều cho Odina. Và cùng với đó là sự trao đổi vị trí của ở vị trí biên 4. Pha ghi điểm của Lana Skuka, bóng đã bật vào tay của Trà My và đi ra ngoài. 2-1. Pha phát bóng của Trần Thị Thơm.
Tình huống phát bóng đã giúp cho họ có điểm số thứ 3. Điểm 3-1. Một cú ace của Galaxy của Thái Bình. 3-1. Cú đập của Trà My, nhưng hàng chắn của Galaxy của Thái Bình đã làm việc tốt. Điểm 4-1. 4-1. Và chuyền bóng sau đầu rất hay của Võ Kim Thoa, nhưng cú đập của Trà My đã không qua được hàng chắn của đối phương. Hàng chắn của Galaxy của Thái Bình đã đọc được tình huống này. 4-1. Tiếp tục là tình huống ghi điểm của Phan Khánh Vĩ. 2-4. Cú đập đi ra ngoài và VTV Bình Định Long An rút ngắn xuống còn 3-4. Vẫn còn Lana Skuka. Không qua được hàng chắn của VTV Bình Điền Long An. Vẫn chưa thể ghi được điểm. Cú đập thứ 3 của Khánh Vy. Lần đập thứ 3 của Khánh Vy ở tình huống bóng này và đã giúp cho VTV Bình Điền Long An cân bằng 4 đều. Anh Vy vẫn đang duy trì được sự ổn định của mình với những cú bật tốt. 4-4. Anh Vy đang giúp cho những miếng đánh tấn công của VTB Bình Điền Long An trở nên biến hóa hơn. Sự phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh Odina. Không được. Điểm 5-4 cho Galaxy của Thái Bình sau cú đập của Lana. Lại tiếp tục là Lana, cú đập trên chắn. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì Odina vẫn thủ tốt. Đánh nhanh ở vị trí số 3. Và đánh nhanh ở vị trí số 3 của Thanh Mai nhưng không thành công, vẫn còn. Tấn công từ hàng sau và chắn của Galaxy của Thái Bình làm việc rất hiệu quả ở trong tình huống này. Với cú đập từ sau vạch 3m của Odina. Nhưng Thanh Mai đã chắn rất hiệu quả. Galaxy của Thái Bình đang nhập cuộc tốt ở trong trận đấu thứ hai này. Một tình huống đánh trầm tốt của VTV Bình Điền Long An. Năm sáu. Đó là một cú đập tốt. Từ đầu trận đấu đến giờ thì Thi Huyền mới có một tình huống đập thực sự lực như thế này. Nó là như vậy. Và đập rất lực. 7-5. Tiếp tục là Nguyễn Thị Uyên, nhưng lần này thì đã không qua được hàng chắn của VTV Bình Điền Long An. 6-7.
7. Khánh Vy phát bóng, nhưng đáng tiếc là nó lại đi ra ngoài. Điểm cho Galaxy của Thái Bình 8-6. Điểm số cho VTV Bình Điền. Cú đập của Odina, bóng đã chạm chắn, rút ngắn xuống còn 7-8. Và phát bóng của Kim Thành. Cú đập của Nguyễn Thị Uyên lần này đã ghi điểm. 8-0. Chúng ta hãy cùng xem lại. Như vậy là Galaxy của Thái Bình đã khiếu nại, cho rằng bóng đã chạm chắn với cú đập của Nguyễn Thị Uyên. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống quay chậm. Dường như chưa chạm, chưa chạm. Cú đập đã qua chắn của Nguyễn Thị Uyên và không chạm. Như vậy điểm số cho VTV Bình Điền Long An. Tám đều. Lần này thì Nguyễn Thị Uyên đã ghi điểm. 9-8. Nguyễn Thị Uyên đang chơi tốt hơn ở trong set đầu thứ nhất. Một cú đập lách chắn đánh y của Nguyễn Thị Uyên. Nhưng cú đập của Nguyễn Thị Uyên cảm giác vào tay hơn ở trong set đấu thứ hai này. Đập rất mạnh của Odina. Cân bằng 9-0. Lại giống như trong set đấu đầu tiên, bám đuổi nhau ở trong 10 điểm đầu tiên rất sát sao. Nhưng sau đó thì đến giữa hiệp, VTV Bình Điền Long An đã bắt đầu vượt lên. Không biết điều này có thêm một lần nữa lặp lại hay không. Điểm 19 cho VTV Bình Điền Long An. Họ đã chớp được thời cơ sau tình huống bắt bước 1 không tốt của libero bên phía Thái Bình. Bùi Thị Huệ đã có một tình huống bắt quá tay và sang phần sân của đối thủ. 19. Huấn luyện viên Trần Văn Giáp xin tạm dừng hội ý khi mà chuỗi lên điểm của VTV Bình Điền Long An lại bắt đầu. 11-9. Và ngày hôm qua chúng ta cũng đã được theo dõi những trận đấu tứ kết đầu tiên diễn ra. Biên phòng đã vượt qua La Vie Long An với tỷ số 3-1. Sanet Khánh Hòa đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 3-0. Và Ninh Bình thì đã vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 3-0. Ngày hôm nay sẽ diễn ra những trận đấu còn lại. Và lúc này thì song song với trận đấu mà chúng ta đang theo dõi, như chúng tôi nói, đó là trận đấu giữa Thể Công Tân Cảng và Hà Nội ở nội dung của nam tại Nha Trang Khánh Hòa. Phá bỏ nhỏ nhưng không thành công của Odina.
Cú đập của Trà My. Pha đập của Odina. 12-9. Và chuyển rất hay của Khánh Đạt. Một tình huống chuyền từ phía sau nhưng rất vừa tầm với cú đập của Odina. 12-9. Khánh Đạt cũng đang chơi thủ tốt và thực hiện những đường chuyền như vừa rồi rất hợp lý. 12-9. Tiếp tục là đường chuyền của Khánh Đăng. Pha lập của Trà My. Đánh hai chuyền. Và đánh hai chuyền của Lê Như Anh nhưng không thành công. Lần này thì trọng tài xác định cú đánh của Odina đã đi ra ngoài. 12-12. Huấn luyện viên Trần Văn Giáp vẫn đang cổ vũ các học trò trong tình cảnh khó khăn khi liên tục rơi vào thế bám đuổi. Lana, cú đập của Lana, nhưng Khánh Đăng vẫn đang phòng thủ rất tốt. Odina, vẫn là Khánh Đăng. Khánh Đăng phải nói là chơi rất hay ở trong tình huống này. Và đó là một tình huống ghi điểm. Pha ghi điểm của VTV Bình Điền Long An. Trọng tài xác định cú đập của Trà My, bóng đã chạm chắn ở trong tình huống này rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại. Đúng là cú đập của là Trà My đã chạm vào tay của Lana và đi ra ngoài 13-10. Nhưng trước đó phải nói là điểm chốt chính là pha phòng ngự của Khánh Đăng. Những tình huống phòng ngự quá hay của Khánh Đăng. Phản ứng nhanh của Khánh Đăng. 14-10. Đánh nhanh ở vị trí số 3. Nhưng cú đánh nhanh của Lê Như Anh lại đi ra ngoài. Lê Như Anh ở trong trận đấu này chơi chưa quá nổi bật. Nhưng đó là một tình huống hơi lỗi của Khánh Đăng. 12-14. Và cái Lê Sinh Cố Thái Bình đã tận dụng thời cơ rất tốt. Khoảng cách vào lúc này là 2 điểm. Pha đẩy bóng sâu xuống của Trà My. Đó là tình huống ghi điểm của Khánh Vy. Khánh Vy vẫn đang duy trì được hiệu suất rất tốt ở trong set đấu thứ hai. 15-12. Tình huống tấn công từ hàng sau của Odina và sang phần sân của Lê Sinh Cố Thái Bình. 16-12. Pha đập xuyên chắn
của Odina. VTV Bình Định Long An vẫn đang chơi nhỉnh hơn ở trong set đấu thứ hai này. Rất đông khán giả đang đến theo dõi trận đấu giữa VTV Bình Định Long An và cái lên Simco Thái Bình. Trận đấu tứ kết tiếp theo mà chúng ta đang theo dõi. 16-12. Khoảng cách vào lúc này là 4 điểm. Đó là tình huống đánh y thành công của Trà My. Đường chuyền sau đầu quá hay và cú đánh y của Trà My cũng rất tốt ở trong tình huống này. Và đánh lách chắn của Trà My đã vượt qua Lana và đi dọc biên hai. Lana bỏ nhỏ. Trà My cú đập nhưng lần này thì đã không qua được hàng chắn của đối phương. 13-17. Lần này pha bỏ nhỏ của Khánh Vy đã đi ra ngoài. 14-17. Còn lại 3 điểm. Trà My không qua được. Không được rồi. Tình huống tấn công bị lỡ của Thái Bình và đây là cơ hội cho VTV Bình Định Long An. Cứu được không? Không cứu được. Nỗ lực của Lana Skuga đã không cứu được cho Gale Simco Thái Bình. 18-14. Nhưng trước đó là một tình huống phối hợp không tốt của các nữ tuyển thủ áo xanh. Cơ hội tấn công của họ đã trôi qua. 18-14. Tình huống chạy bài rất hay của Gale Simco Thái Bình và di chuyển hợp lý. Chúng ta hãy cùng xem lại đường chuyền và sau đó là một tình huống di chuyển rất tốt của Thanh Mai ở trong tình huống này. Odina cũng đã bị lỡ đà ở trong tình huống vừa rồi và không thể thực hiện cú đập. Tình huống ghi điểm của Nguyễn Thị Huyền và chạm chắn của VTV Bình Định Long An đi ra ngoài. 16-18, khoảng cách vào lúc này còn 2 điểm nữa. Nguyễn Thị Huyền ở trong set đấu thứ hai này đã chơi tốt hơn rất nhiều so với set đấu đầu tiên. Lỡ chạm lưới của Gale Simco Thái Bình. 19-16. Và bắt bước một không tốt. Lỗi chạm lưới mất rồi. 17-20.
điểm Lexico Thái Bình 17-20. Phản ứng rất mạnh của Odina nhưng vẫn cứu được. Tiếp tục là Odina. Điểm 21-17. Bóng đá chạm tay của Lana và đi ra ngoài. Và phát bóng của Kim Thành. Cú đập của Nguyễn Thị Uyên, một tình huống đập công mạnh, tuy nhiên bóng đi hiểm, rơi ra phía phần cuối sân và giúp cho Lexico Thái Bình có điểm số thứ 18. Lại để Odina giải quyết. 22-18. Mọi người Azerbaijan thi đấu thực sự là hiệu quả. Cú đập trên chắn của Odina. 22-18. Vào có lẽ là hơi với của Nguyễn Thị Uyên trong tình huống vừa rồi. Và cú đập đã thiếu đi sự chính xác. Thái Bình khiếu nại cho rằng đã có lỗi chạm lưới của VTV Bình Điền Long An. Sẽ rất khó khăn cho Lexico Thái Bình. Chúng ta hãy cùng xem lại Odina liệu có lỗi chạm lưới ở trong tình huống này hay không. Không, Odina đã không mắc lỗi chạm lưới ở tình huống này. Và điểm cho VTV Bình Điền Long An. Cú đập của Nguyễn Thị Uyên không tạo ra được sự bất ngờ. 24-18 và 4 và 6 set point cho VTV Bình Điền Long An. Chiến thắng ở trong set đấu thứ hai đang nằm trong tầm tay của VTV Bình Điền Long An. Họ gần hơn với tấm vé vào bán kết. Nhưng sau đó lại là một tình huống phát bóng ra ngoài. Dù sao vẫn còn tới 5 set point nữa sau pha phát bóng ra ngoài của Võ Kim Thỏa. Kim Thành đã ra tạm nghỉ. Kim Thành sẽ là một trong những gương mặt hoa khôi của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Odina. Và tình huống ghi điểm của Odina đã khép lại set đấu thứ hai. 25-19 cho VTV Bình Điền Long An.
Điểm số ở trong set đấu thứ hai là 25-19. Như vậy là VTV Bình Long An đã dẫn trước 25-21, 25-19 sau 2 set. Quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng quay trở lại với hàng đấu thao tỉnh Quảng Nam để theo dõi set đấu thứ 3 giữa VTV Bình Định Long An và Lê Simco Thái Bình. Lợi thế vào lúc này đang thuộc về VTV Bình Định Long An khi họ đã giành chiến thắng ở trong hai set đầu tiên với điểm số 19. Điểm 2-0 cho VTV Bình Điền. Pha bò nhỏ nhưng không thành công. Tình huống cứu bóng rất nhanh của Khánh Đăng. 3-0. Phía trên hàng công có Odina, Khánh Vy, thủ có Khánh Đăng. Một
pha đập một lại đấm ra thành hai ở trong tình huống vừa rồi. Điểm số đầu tiên của Helsinki Thái Bình. Pha đập hơi với lại đâm ra thành hai. Một ba. Cú đập của Trà My. Bùi Thị Huệ đã rất cố gắng ở trong cú đập của Trà My, nhưng đồng đội của Tiêu Bình này lại xử lý những bước tiếp theo không thực sự tốt. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống đánh y. Và Bùi Thị Huệ đã phản ứng rất nhanh, nhưng sau đó là tình huống phối hợp với nhau không tốt. 4-1 cho VTV Bình Điền. Dana Skuka. 5-1. Năm ngoái là một năm mà Helsinki Thái Bình đã đầu tư rất nhiều để hướng tới chức vô địch. Và sự đầu tư đó đã hướng tới ngoại binh Polina. Năm nay thì Helsinki Thái Bình có thể nói là không đủ tiềm lực tài chính để thuê ngoại binh Polina nữa. Và vào lúc này thì Hóa Chất Quốc Gia và đội đã thuê ngoại binh này hướng tới chức vô địch. Sẽ là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh với bất cứ đội bóng nào muốn vô địch ở giải đấu năm nay. Sáu một mất rồi. Chuyển hai cháu chốt lại một tí vài, sau khi đánh xong cháu có thể quay về tư thế hiểm hộ luôn, đừng để như cả rất là phí hiểu chưa, quay về hiểm hộ, quay nhanh hiểm hộ và đừng đưa một con hai xe trước gấp xuống lấy một cái. Dù rằng huấn luyện viên Trần Văn Giáp liên tục làm tâm lý cho các học trò. VTV Bình Long An cũng chơi đều tay hơn, ngoại binh xuất sắc chơi đều tay hơn. Công có Khánh Vi, Trà My. Thủ có Khánh Đa. Nhưng đang xuống còn 2 sọc. Của Helsinki Thái Bình 3-6. Điểm 3-6. Tiếp tục là pha truyền cho Khánh Vy và Khánh Vy có một pha xử lý cực hay. Đầu tiên là cú đập và sau đó là một pha xử lý bóng rất nhẹ nhàng. Tình huống đánh lỏng tay của Khánh Vy quá hay ở trong tình huống này. Và nụ cười của Khánh Vy. Thi đấu rất hiệu quả. 7-3. Và phòng ngự cũng không kém phần hay của Khánh Vy trong tình huống vừa rồi. Chiếc cú đập cực mạnh của Lana. Khánh Vy. Nhưng lần này đã không tạo được hàng chắn của đối phương. Bốn bảy. Bóng đi ra ngoài. 8-4.
VTV Bình Long An vẫn đang dẫn trước ở set đấu thứ 3, xem đấu có thể nói là quyết định với Galaxy Simcoe Thái Bình. Pha đánh hai truyền không thành công. Một tình huống đọc ý đồ rất nhanh của Khánh Vy trong tình huống vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại. Bùi Thị Huyền đã định thực hiện một cú đánh hai truyền, nhưng Khánh Vy cũng đã đọc tình huống rất nhanh. 9-4. Lần này pha đập của Lana đã ghi điểm. 5-9. Pha đập trên chắn của Lana. Tình huống ghi điểm của Lana, một cú ace của Hoài Bình Slovenia. 6-9. Khoảng cách vào lúc này là 3 điểm. Khánh Vy, cú đập rất mạnh của Khánh Vy vẫn duy trì sự hiệu quả rất tốt trong 3 set đấu đã qua. Số 19 của Lam An đang chơi rất hay. 16. Nhưng ngay sau đó lại là tình huống phát bóng không qua lưới của Khánh Vy. Hợp của Nguyễn Thị Yên đã giúp cho Galaxy Simcoe Thái Bình có điểm số thứ 8. Cầu lên điểm của Galaxy Simcoe Thái Bình. Khoảng cách vào lúc này chỉ còn lại 2 điểm. Pha đập với lực đi của Odina đã bị giảm đi, nhưng nó lại làm lỡ chơi tình huống đỡ của Lana Skoka. 11-8, hất cầu lên điểm của đối phương. Pha đập của Odina, bóng đã chạm chắn trước đó. Kim Thanh bóng của bóng chuyển năm nay sẽ có 5 tuyển thủ lọt vào chung kết. Mỗi đội bóng sẽ gửi đội tuyển một đội viên của câu lạc bộ mình. Sau đó sẽ chọn ra các Odina. Pha đánh ra ngoài của Nguyễn Thị Uyên. Nguyễn Thị Uyên lại thực hiện cú đẩy. Có lẽ cô không cảm nhận được không gian của mình. Cú đẩy đi ra ngoài. Vẫn còn. Hàng cứu bóng rất hay. Những cú đập tiếp theo của Nguyễn Thị Uyên đã thành công. Mười mười hai.
Set đấu thứ ba đang diễn ra hấp dẫn. Kelesimco Thái Bình vẫn đang cố gắng bám đuổi VTV Bình Điền Long An. Tiếp tục là một điểm nữa cho Kelesimco Thái Bình, 11-12. Đội bóng xanh đang lên tinh thần. Không sao, điều đó sẽ giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn và thú vị hơn. Không một chiều nữa. Mười một mười hai. Huấn luyện viên Lê Thái Bình đã xin đổi ý sau khi đối phương liên tục có chuỗi lên điểm và rút ngắn khoảng cách, và lúc này chỉ còn một điểm thôi. Mười một mười hai điểm số vào lúc này. Của Trà My. Vẫn là Trà My. Hai pha đập của Trà My nhưng vẫn chưa dứt điểm được. Tiếp tục cú đập thứ ba. Mười ba mười một. Lana, pha phòng ngự rất tốt của Khánh Vy. Phòng ngự hay có Khánh Đăng và Khánh Vy thì là ghi điểm. Chúng ta có thể thấy được pha đập lách chắn của Khánh Vy ở trong tình huống này. Một cửa rất tươi của Khánh Vy. 14-11. Thi đấu rất hiệu quả. Phòng thủ không thành công với cú đập vừa rồi của Lana. 12-14. Pha bỏ nhỏ của Khánh Vy. Tiếp tục là đường truyền của Kim Thoa và cú đập của Khánh Vy. Hiểu ý nhau rất rõ giữa Kim Thoa và Khánh Vy. Cú đập rất hiệu quả. Xuất ngắn xuống còn 13-15. Khoảng cách chỉ là 2 điểm thôi. Và chuyền dài và cú đập của Lan Hà đã xuyên chắn. Mười bốn mười lăm. Khoảng cách chỉ là 1 điểm. Khoảng cách vào lúc này lại là 2 điểm. Pha phối hợp tốt giúp cho VTV Bình Điền Long An tạo ra khoảng cách 2 điểm. 16-14. Đường chuyền rất hay của Kim Thoa. Và Trà My đã có một tình huống di chuyển tốt.
16-14. Nhưng ngay sau đó là tình huống phát bóng lỗi của Trà My. 15-16. Odina, cú đập của Odina vẫn còn. Pha đập tiếp theo của Khánh Vy. Bạn có thể thấy được sự hiệu quả của Khánh Vy. Những đường truyền của Kim Thoa từ Khánh Vy rất vừa tầm. Kim Thoa và Khánh Đang là hai vận động viên của VTV Bình Long An sẽ xuất hiện trong danh sách chính thức của Sports Center One tham dự giải vô địch các câu lạc bộ nữ vô địch thế giới năm 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Và mới đây danh sách thì cũng đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra rồi. Điểm 18-15. Ở danh sách này thì chúng ta thấy là không có Trần Thị Thanh Thúy. Thanh Thúy đã không thể tham dự được. Và Lâm Hoành sẽ là đội trưởng của Sports Center One, cái tên mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch các câu lạc bộ nữ vô địch thế giới. Chuyền hai thì có Lâm Hoành và Kim Thoa. Có một số ấy cứ phát vào đấy cho thầy. Thì có Tú Linh. Nhìn nhầm được, nhầm cứ phát thẳng vào đấy. Chậm lại. Giờ vị trí của ai đúng thì đúng vị trí thủ. Lê Sinh của Thái Bình rút ngắn được một điểm nữa, 16-18. Vẫn là Kim Thoa đứng chuyền. Kim Thoa đúng là đầu não trong lối chơi của VTV Bình Điền với những đường truyền có thể nói là rất tốt. Ngay sau một đường truyền ra biên 4 là một đường truyền phối hợp rất hay với Kim Thanh. Và chuyền bóng ngắn và tạo cho Kim Thanh một tình huống tấn công nhanh rất tốt ở vị trí số 3. 19-16. Điểm rút ngắn xuống còn 17-19. Pha đập của Nguyễn Thị Uyên. 17-19. Odina. Cú đập đã bị giảm lực. Trọng tài xác định điểm số cho Lê Sinh Cô Thái Bình 18-19. Đã có lỗi chạm lưới của VTV Bình Điền Long An trong tình huống vừa rồi. Pha lập rất lực của Odina không cơ hội cho Lê Sinh của Thái Bình để có thể cân bằng. 20-18.
Nguyễn Thị Uyên. Bóng chạm chắn. 19-20. Khoảng cách một điểm thôi. Trận đấu thứ ba đang diễn ra rất căng. Đây là sinh viên Thái Bình vẫn đang bám đuổi quyết liệt. Một điểm. Cú đập của Trà My. 21-19. Và tấn công ở biên 4 của Trà My. Một đánh y rất tốt của Trà My. Lan Na. Phòng thủ vẫn có Khánh Đăng. Khánh Vy. Cú lập của Khánh Vy, bóng đá chạm chắn của Galaxy Pro Thái Bình. 22-19. Những tình huống đập của Khánh Đăng, lực đi rất mạnh. Vẫn còn. Đó là một tình huống đưa bóng sang an toàn của Khánh Vy nhưng lại thành hay. Pha cứu bóng để đưa bóng sang an toàn nhưng cú đưa của Khánh Vy lại đâm ra thành một tình huống rất hay. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực của Khánh Vy ở tình huống này. Pha đẩy sang để đưa bóng sang an toàn lại đâm ra thành một tình huống bỏ nhỏ cực hay. 23-19. Có lẽ không còn cơ hội cho Galaxy của Thái Bình cũng như là huấn luyện viên Trần Văn Giáp nữa rồi. 4 điểm. Cú đập của Trà My và cú đánh đã đập chắn đi ra ngoài. 24-19, 5 match point cho VTV Bình Định Long An. Huấn luyện viên Trần Văn Giáp khiếu nại. Không biết pha gì ở tình huống này. Huấn luyện viên Trần Văn Giáp khiếu nại lỗi chặn lưới của VTV Bình Điền Long An. Ông vẫn đang tỏ ra rất vui vẻ dù rằng đội của mình đang để thua. Không, không có lỗi chạm lưới gì cả ở tình huống này. Năm match point cho VTV Bình Điền Long An. Và tình huống phát bóng ra ngoài. Còn 4 match point nữa. Điểm của Lexico Thái Bình 20-24. Cú đập của Trà My và bóng đã chạm chắn đi ra ngoài. Chỉ mặt thuộc về VTV Bình Điền Long An. 25-20. VTV Bình Điền Long An đã vượt qua Galaxy của Thái Huy Bình 3-0 ở trận tứ kết này. Một chiến thắng xứng đáng dành cho VTV Bình Điền Long An khi mà lực lượng của họ ổn hơn, tấn công đều hơn, phòng thủ và tấn công đều hay. Một trận đấu mà rất hay của Odina, của Khánh Vy và phòng thủ có Khánh Đăng. Những vị trí khác đều chơi tròn vai. Một trận đấu chiến thắng xứng đáng của VTV Bình Điền Long An để có được tấm vé vào bán kết. Trận đấu rất hấp dẫn mà chúng ta đang theo dõi. Và VTV Bình Điền Long An đã có tấm vé vào bán kết một cách xứng đáng.